Kính thưa quý vị, cha của Snowden cho rằng Nga là nơi an toàn nhất cho con trai của ông. Edward Snowden hiện vẫn đang ẩn náu tại sân bay Matuska, nơi mà anh xem như nhà để quá cảnh trong 5 tuần lễ qua. Dù vậy thì cha của Snowden cũng rất hài lòng về điều đó và cho đó là nơi an toàn nhất cho Snowden. Ông Lonnie Snowden là cha của cựu nhân viên hợp đồng NSA Hoa Kỳ. Edward Snowden tin tưởng rằng Nga là nơi an toàn nhất cho con trai của ông. Và trong thực tế là nếu con của ông phải lựa chọn sống cuộc sống của mình ở nơi đó, ông cũng vẫn cảm thấy thoải mái về điều đó. Đối với ông, an toàn của con ông vẫn là điều quan tâm ưu tiên hàng đầu. Cựu nhân viên hợp đồng NSA Hoa Kỳ phải đối mặt với tội làm gián điệp đã cho tiết lộ bí mật của chính phủ Hoa Kỳ. Anh xin tị nạn tạm thời ở Nga. Hoa Kỳ đã tìm cách bảo đảm với mặt tư khoa rằng Hoa Kỳ sẽ không tra tấn hoặc xử tử anh nếu Snowden bị dẫn độ về nước. Ông nói thêm, xem xét các hành động đã xảy ra, đặc biệt là gần đây nhất khi máy bay của Thủ tướng Bolivia Evo Morales phải đáp khẩn cấp và nghi có sự hiện diện của con trai ông. Lúc bấy giờ, ông cảm tưởng rằng Nga có sức mạnh và có thể giải quyết cũng như niềm tin có thể bảo vệ con trai của ông. Phát biểu từ Washington, ông Lonnie Snowden nói rằng ông đã từ chối đề nghị của FBI chở ông bay sang Nga. Ông nói FBI muốn sử dụng ông như một công cụ để chống lại con trai của ông. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy khoảng một nửa số người Hoa Kỳ ủng hộ chương trình thu thập dữ liệu điện tử của NSA, một trong những hoạt động giám sát đã bị tiết lộ bởi Snowden.